Nghỉ dịch không lương, phụ huynh chật vật sắm máy tính cho con học online. Gần 2 tháng tạm nghỉ dịch, chị Trần Thị Dần và hai cô con gái xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội sống tiết kiệm tối đa với khoản lương ít ỏi của chồng là 7 triệu đồng một tháng. Khi chưa có dịch, ban ngày chị Dần làm thuê ở cửa hàng quần áo, tối lại tranh thủ cùng chồng chạy xe ôm Grab để tăng thêm thu nhập. Một tháng tổng thu nhập của hai vợ chồng xấp xỉ 20 triệu đồng mới đủ vừa trả tiền thuê nhà, vừa tiền nuôi hai con ăn học. Đến nay dịch kéo dài, cửa hàng đóng cửa, chị không có việc. May mắn chồng chị Dần làm bảo vệ chung cư nên không bị mất việc, gánh nặng kinh tế cả gia đình đè nặng lên vai anh. Năm học mới bắt đầu, chị Dần đau đầu tính toán việc mua máy tính để bàn loại rẻ để hai con lớp 4 và lớp 8 học online. Đây thật sự là bài toán khó với gia đình chị. Khi thu nhập thấp, không ổn định, việc học trên điện thoại smartphone, màn hình nhỏ, cấu hình thấp, không đủ đáp ứng yêu cầu học của các con. Chị Dần lên mạng tìm mua máy tính cũ từ 5 đến 8 triệu đồng, không hiểu nhiều về công nghệ, nên mong muốn duy nhất của chị khi nói với người bán là cần mua máy tính cũ cho con học online ổn định, đảm bảo cấu hình không bị giật lag. Gia đình anh Triệu Văn Tám, Đống Đa, Hà Nội cũng có 3 con đang theo học, lần lượt các lớp 3, 5 và 9. Anh đau đầu khi sắp xếp cho cả 3 cùng học trực tuyến. Hiện nhà chỉ có một laptop đời cũ và 2 chiếc điện thoại thông minh. Nếu để các con phải học bằng điện thoại về lâu dài thì không ổn, rất đau mắt và khó chịu vì màn hình nhỏ. Không mua máy tính thì con lấy không đủ phương tiện học, mà mua thêm máy tính thì kinh tế cũng không đáp ứng. Mấy tháng nay, vì dịch nên thu nhập của cả gia đình anh Tám gần như bằng không, chỉ phụ thuộc chủ yếu vào khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Không những khó khăn về phương tiện, gia đình anh Tám đang chung sống với hai ông bà nội trong nhà tập thể, chưa đầy 80 m², không gian riêng rất ít. Mỗi khi các con học, cần yên tĩnh thì gia đình phải thì thầm hoặc gọi nhau bằng ám hiệu. Thêm bất tiện nữa, nhiều khi con đang học bài thì điện thoại mẹ có người gọi đến, thế là rất dễ bị kích ra khỏi lớp học. Thế nhưng nếu giờ mua thêm cái laptop cho con thì bố mẹ đều không đủ tiền, các vị phụ huynh đều lo lắng.